Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Viva Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để share với cả nhà cái món bún gạo xào trứng nha. Thì cái món bún gạo xào trứng này là mình ở nhà mình hay đi ăn tiệm buffet thì nó thấy lúc nào nó cũng có cái món đó mà mình ăn, mình thấy nó cũng dễ ăn mà lại cũng ngon đó cả nhà. Mà nó về mình thấy là nó cũng dễ làm lắm nên mình về đây mình về nhà mình làm, mình hay làm cho cả nhà mình ăn sáng đó. Mình nhín chút vài phút thôi là mình có một cái món ăn sáng cho cả nhà mình ha. Bây giờ đây mong mình có bún gạo đây mình sẵn nè. Đó, gạo đây một bịch này nó có 8 giấc rồi, mình lấy ra mình xài. Rồi bây giờ mình một lần mình xào vậy, mình xào 2 giấc và mình ngâm vô nước lạnh cả nhà. Mình ngâm vô nước lạnh khoảng từ 4 tới 5 phút đó, mình để cho nó mềm chút xíu ha. Còn bên kia thì mình bắt cái nồi nước sôi để khi mà mình rút ra cho nó ráo rồi bắt đầu mình bỏ vô mình trụng lại nha. Phải nước thật là sôi nha cả nhà chứ không thôi thì nó bị gãy. Rồi bên đây mình chuẩn bị là 5 cái trứng nè. Đúng ra thì món này tiệm buffet nó không có tôm nhưng mà mình muốn cho nhà mình có nhiều chất dinh dưỡng chút xíu thì mình bỏ vài con tôm vô cho nó ngon hết cả nhà ha. Rồi đây là hai củ cà rốt mình bào đó, bào sợi rồi đó, mình để với lại cái tép hành lá nè, mình cắt khúc khúc mình để sẵn ha. Mình nếu mà cả nhà có giá thì có thể trụng thêm, bỏ thêm giá vô nhưng mà mình đây mình không có dùng giá ha. Đó, còn đây là 1/3 chén dầu mình để sẵn khi mà mình trụng rồi, nước sôi rồi mình để ra mình xả cho nó ráo rồi mình mới đổ dầu vô mình xào nó cho nó đừng có bị dính á. Đó, vậy thôi, đơn giản lắm cả nhà. Bây giờ mình chờ cho cái nước sôi thật sôi ha, đặn mình trút bún ra nha cả nhà. Rồi mình ngâm khoảng 4-5 phút rồi mình vớt ra nè cả nhà. Nó cũng còn nó hơi cứng, nếu cả nhà có thể để lâu chút xíu nữa cũng được thì nó dịu cũng vô cộng gạo xuống ha. Nhưng mà mình thì vậy là được rồi nè. Bây giờ mình đem qua mình cái nồi nước của mình nó sôi dữ lắm rồi. Giờ mình bỏ vô mình luộc nha. Bún này nó gãy từ trong cái bịch nha cả nhà, nó gãy sẵn rồi nè. Trước thì chợ nó bán cái bịch nó nhỏ hơn, mình xài khoảng 2 lần à, còn giờ không biết sao nó ra cái bịch bự hết rồi, bự luôn á. Nãy nó sôi cho mình, giờ mình bỏ cho nó cũng nhẹm rồi ha. Mình chờ cho nó sôi lên chút xíu, mình đã để khoảng 5-6 phút à, rồi mình đổ nó ra nha cả nhà. Rồi mình trụng với lại mình xáo sơ qua với dầu á, mình cho nó đừng có dính sợi, làm cho nó tươi ra ha. Bây giờ mình để đây nha, cho nó sôi chút xíu đi, mình đừng đụng gì tới nó hết á. Bún mình cái nồi nước luộc bún của mình nó sôi quá, mình bật vừa vừa thôi ha. Nè coi cả nhà, con bún của mình nè, nhưng mà vậy thì nó cũng chưa có dịu xuống ha. Mình để thêm vài phút nữa, nãy giờ có 2 phút mà, để khoảng 5-6 phút để cho bún nó mềm ra nha. Nãy mình trụng xong rồi mình để, mình đổ nước ra rồi mình xả nước lạnh, mình để cho nó ráo cả nhà. Bây giờ mình chế dầu hồi nãy vô đó. Rồi mình chừa lại miếng nha, chút nữa mình bỏ vô cái chảo là mình xào. Mình chỉ trộn lại cho nó đừng có dính thôi ha. Cho cái cọng bún của mình nó tươi tươi ra. Đó. Rồi, bây giờ mình để đây nha. Mình qua mình chuẩn bị cái bếp mình bắt trước đi nha. Cái bếp mình nó nóng, mình sợ nó bị cháy cái chảo, mình phải bỏ vô đây miếng dầu sẵn nè. Đây chuẩn bị đây. Nãy cái tép hoa hành lá đó mình để cái củ vô đây nha cả nhà, cho vô đây một chút xíu tiêu nữa. Hai muỗng cà phê đường nha cả nhà.
Tiêu thì mình có rồi ha, chỉ xào sơ lên cho nó chín. Cái bún gạo này mình nhớ cái món hồi xưa hồi nhỏ mình đi học có cái món cái gạo mình trộn giá hẹ ha, đúng không? Cũng ngon lắm luôn đó cả nhà. Chỉ chờ cơm nó chín thôi nha. Mình bỏ cà rốt, cái cà rốt thì nó không cần chín lắm, nó vừa chín tới cũng được nữa, hoặc là mình ăn sống thì nó giòn giòn hơn, ăn vậy thì nó càng tốt ha. Rồi để mình đánh cái trứng nha cả nhà. Bên nha, mình dán cái chảo mình qua bên cái món này thì nếu mình chọn xài cái chảo bự á nó dễ hơn ha. Mình chế phần trứng đi ha, mình cho cái trứng mình nó vừa trứng chín chứ nha. Cái phần bún là mình rao vô thêm miếng đường ha, miếng đường với lại chút xíu muối và chút xíu nước tương cho cái bún của mình nó thấm nha cả nhà. Thêm phần trứng vô nha cả nhà, vô chảo cho nó chín. Ở tiệm đồ nó bán thì trứng nó cán luôn, là nó xào từ từ vô cơ, nó xào một lần một, tại vì một lần có một dĩa thôi, còn cái này cái dĩa này nó lớn ha. Mình làm như vậy là mình mới thấy được cái trứng của mình nha cả nhà. Còn phần trứng còn lại mình làm tiếp ha. Với cái món này thì mình cái kiểu này thì mình làm cái chảo mà không dính là ngon nhất luôn đó nha. Khi mà cái món bún của mình xào xong á, mình để nguội á,
bún thì nó không có bị rã mà nó cũng không có mềm nữa, không có mềm nhão luôn nữa nè. Cái cọng bún của mình thì nó cũng còn y riêng là ngon đó. Tại vì nó còn nóng thì mình thấy nó như vậy, nhưng mà khi mà cái bún nó rời rời từng cọng ngon đó. Rồi đó. Để tắt lửa. Xong rồi nó cái này. Đơn giản mà ngon, nó ăn không có ngán. Mà lúc mình ăn bực lên, lúc nào mình cũng ghé mình làm cái quầy này mình làm dĩa. Giờ mình để ra cho nó nóng lên nè. Xong rồi đó cả nhà. Rồi mình chuẩn bị mình đem ra dĩa. Cả nhà xem ha, ngon không? Ngon lắm luôn đó chứ. Rồi. Bây giờ chuẩn bị đem ra dĩa nè. Rồi cả nhà thấy không? Trong đâu có bao thời gian bao nhiêu phút ha, mười mấy phút là mình có một nguồn món ăn sáng tuyệt vời cho cả gia đình cùng dùng bữa sáng ha cả nhà ha. Bây giờ cái món bún xào của Vivan Nguyễn TV nó hoàn thành rồi đấy nha cả nhà. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của Vivan Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều, thân ái và chào tạm biệt.